Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe đua Merida Wrap 904. Xe được trang bị full group Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Chiếc xe có phần khung được làm từ nhôm, nước sơn nguyên bản. Do là xe bãi có một vài vết xước thì không thể tránh khỏi. Tay lắc xô ra. Lốp 700C Maxxis. Bì đĩa Sora gạt full group Sora. Quay đi vòng. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Là xe phù hợp cho các bác trên 1m6 đến khoảng trên 1m7 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị lít 10 tầng, đĩa 2 tầng cho 18 khúc độ. Chuyển động rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em hỗ trợ tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác chúng em lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.